Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2021, Đại Đức Thích Quang Phước, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Cờ Đỏ, trụ trì chùa Giác Nguyên tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, đã kết hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ 100 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng do dịch bệnh tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Hiện tại, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh miền Tây vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều người lao động từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũng đang trở về tỉnh nhà. Đa phần người dân trở về quê nhà đều là những lao động nghèo, đời sống càng khó khăn hơn khi dịch bệnh bùng phát. Trước tình hình đó, nhằm san sẻ một phần khó khăn với bà con, Đại Đức Thích Quang Phước đã vận động quý nam nữ Phật tử, các mạnh thường quân cùng chung tay với chùa Giác Nguyên hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Được biết, từ đầu mùa dịch đến nay, chùa Giác Nguyên đã hỗ trợ hàng ngàn phần quà đến với bà con nghèo bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra. Trong đợt phát quà lần này, chùa Giác Nguyên đã phát 100 phần quà đến với bà con. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì cùng rau củ quả và nhu yếu phẩm. Trị giá mỗi phần quà là 400.000 đồng.